Rồi, tiếp tục các bạn, mọi người cùng xem nha. Hôm nay mình vay chiếc máy cày MS290. Chiếc này là chiếc của ăn giặc nha các bạn. Hôm nay trên thủ ta họ sẽ đất đất khô các bạn. Đó chính là vụ có là tháng 1. Đúng rồi, đó chính là vụ sẽ đất khô. Cho nó chính là vụ tháng 11. Đang chạy chậm các bạn, chạy chậm. Thấy chưa? Tôi biết là ai nè. Anh Đạt đang lái các bạn, lái máy cày. Đang chạy bò lai gai các bạn. Đó chính là sới đất khô. Vụ đó chính là tháng 11. Đó chính là ngày 12 tháng 11 năm 2023. Đây là sới đất ruộng các bạn, ruộng khô. Đó. Chiếc MS290 các bạn, chiếc này của thằng Đạt nha. Bữa nay đó chính là sới đất ruộng khô các bạn. Vụ đó chính là tháng 11. Các bạn thấy chiếc máy cày sẽ rất khô các bạn. Trong là vụ tháng 11. Ở ngoài phía trên bữa nay còn dưới chiếc này người ta hình như là máy cày xe to các bạn. Ở dưới trên thấy sớm không thấy chiếc máy cày xe to. Không mới xong sờ chơi, không mới xới xong rồi. Này qua hỗ trợ cho con cho chiếc máy cày MS185 quá. Chiếc này của thằng cỏ. Các bạn thấy à, đường ruộng không thấy mình ẩm ta đắp rồi xong các bạn. Hẩm cho nó khô nó cứng các bạn. Còn dưới bằng bồng hẩm xịt bằng bồng hết luôn các bạn. Mấy anh hẩm xịt bằng bồng đã rồi xong. Hôm nay là sới đất như là ruộng, thấy chưa các bạn, ruộng khô á, dẻo quá. Sới đất ruộng hay là khô hay là dẻo quá. Trong này là đất vụ tháng 11 anh nha. Đúng rồi, sới đất khô đó chính là vụ tháng 11. Đây sẽ mình vay. Đang đi rồi các bạn, mình sẽ chúc anh đang chờ. Rồi máy cày đã tới các bạn. Rồi đang chạy bò các bạn. Đang chạy chậm các bạn. Thank you.
Bữa nay tại vì do ngày hôm qua tháng 11 bữa nay là chính là đất khô á, mình có thể xới các bạn, đất khô có thể xới lại các bạn, trong là vụ tháng 11 năm 2023 đang xới các bạn. Đúng rồi, đó chính là xe đất khô, đó chính là ngày 12 tháng 11 năm 2023 các bạn. Hồi nãy là chiếc máy cày hổng mới bay rồi các bạn, chiếc máy cày của thằng Đạt các bạn, mình không thấy nó chính là chứ chung là mẫu chắc là chiếc máy cày 265 các bạn. Đó chính là xe đất khô vụ tháng 11. Trên kênh mà ở trên một trên thành thấy ta xới rồi các bạn, xới rồi. Ở trên kia có chiếc 6714, ở chiếc này của năm leo các bạn. Rồi đi rồi các bạn, mình sẽ lại tới các bạn nha. Qua wow, chiếc này MS290 các bạn, thấy hổng không xới rồi các bạn, hình như bỏ rồi. Không thấy bỏ rồi các bạn. Qua wow, thấy chưa? Rồi xới rồi xong. Rồi đang đi chỗ khác các bạn. Rồi ba mẫu các bạn. Rồi bấm vào số các bạn. Rồi không sới bỏ rồi các bạn. Rồi trở lại đám khác các bạn. Rồi ba mẫu các bạn. Rồi chắc hay là về các bạn. Các bạn nhìn xem các bạn.
Không, cái này không thấy, không thấy nó sói các bạn. Và con nó sâu các bạn. Và nó sâu các bạn nha. Này chắc hình như là sói đất dẻo quá, đất dẻo hay là nó khô nó dẻo. À, chứ mà S290 đang đi về các bạn. Và miếng đất này các bạn, đất khô quá nha. Giờ chào bạn mọi người nha. Bữa nay mình nói chính là xin chúc mừng cho là ngày tuần tới hết đám cưới rồi, loại áo dài chùa có lên cho các bạn mọi người cùng xem nha. Rồi xin tạm dừng kết thúc, hẹn gặp lại trong tuần sau nha.